Miên Ngọc, em có sao không vậy hả? Miên Ngọc, cái đầu em đau quá. Không sao đâu Miên Ngọc, con Hà sẽ không bị gì đâu mà, sẽ không sao đâu mà. Miên Ngọc, Miên Ngọc, Miên Ngọc, Miên Ngọc ba, Miên Ngọc, Miên Ngọc ơi, Miên Ngọc, Miên Ngọc, em tôi sao rồi bác sĩ? Không có sao, bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi vài bữa là sẽ khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Xin chào. Chào cô. Mỹ Ngọc, em bị làm sao vậy hả em? Chị hai. Trời ơi, chị xin lỗi em. Sao anh không đưa con bé tới bệnh viện? Hai con mắt cô để triển lãm cho nó đẹp hả? Sao ông thấy tôi mới kêu bác sĩ tới khám riêng cho Mỹ Ngọc đó? Bác sĩ nói là Mỹ Ngọc chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không có sao đâu, nằm nghỉ vài hôm là hết à. Chấn động nhẹ mà băng cả cái đầu, anh bị điên hả? Ê, cái này bác sĩ băng chứ không phải tôi băng nha. Chữa bác sĩ đi. Để con nhỏ nhà với anh một chút xíu cũng không xong mà. Nè, nhìn cho kỹ đi. Một chân nè, một mắt nè, làm sao mà quan sát Mỹ Ngọc được hết chứ hả? Nếu mà em gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Phải rồi, nó đâu có phải là em của anh đâu. Nói chuyện cô mệt thiệt á. Không phải em tôi thôi, tôi đi ra. Em thấy đau chỗ nào vậy, nói cho chị hai anh nghe. Anh hai. Em nằm đi, em ngồi dậy làm gì hả? Em nằm nghỉ đi. Chị hai, em không có sao đâu, hai người đừng có cãi nhau nữa. Nè, em đừng có sợ, nói thật cho chị biết, có phải là anh ta hại em không? Hả? Sao tự nhiên anh hai lại hại em chứ? Là tại em, em lao dọn bàn thờ với anh hai, ai dè bị rớt trúng đầu của em. Đâu phải tại anh hai đâu. Lao dọn bàn thờ ở đâu? Sao mẹ rớt được? Thì bàn thờ ở sau giường nhà mình đó chị hai. Là cái tượng của mẹ rớt xuống trúng đầu của em. Em nói vậy thì chị yên tâm rồi. Nghe chưa? Sao chị hai lạ vậy ta? Sao chị hai lại nghĩ là anh hai hại mình? Trời, ngồi đó hoài luôn hả? Ông đi ra ngoài cho nhỏ nghỉ ngơi. Không cần anh phải nhắc. Nói chuyện cô mệt quá. Anh hai đi ra nha. Dạ. Nằm xuống đi em. Từ từ thôi. Con đâu phải nói với chị hai liền nghe chưa? Dạ em biết rồi. Chị hai qua thay đồ, rồi chị hai qua chăm sóc cho em nha. Dạ. Ủa, sao anh hai chị hai nói chuyện gì kỳ cục vậy? Đứng yên đó đi. Hình như Miên Ngọc có gì đó thay đổi thì phải.
Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc, con ơi. Mỹ Ngọc ơi, Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc ơi. Cho anh Hai biết đi, có phải là em đã nhớ được hết rồi không hả Mỹ Ngọc? Nói cho anh Hai biết đi Mỹ Ngọc. Anh bị điên rồi hả? Em nhức đầu quá. Thôi thôi, chị Hai đây, chị Hai đây, em bình tĩnh đi. Nhức đầu. Được rồi, nhức đầu. Chị Hai điên rồi, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc, em đừng làm chị sợ mà. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc.